gì vậy? Anh cảm thấy khó chịu ở lồng ngực tí xíu. Chào. Anh bị bệnh tim hả? Nè, nguy hiểm lắm á nha. Coi chừng có bị gì không á. Anh đi kiểm tra sức khỏe đi. Coi nó là bẩm sinh hay là sau này nó mới phát hiện. Chứ em thấy dạo này có rất là nhiều người đột quỵ á. Theo như câu chuyện mà sếp kể cho em nghe, cái khúc mặn miên với tiếng hôn nhau á là sếp ghen. Em à, lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm thấy em thật là nhếch nhác, thật là xấu xí. Ấy vậy mà không hiểu vì sao hình bóng của em cứ lượn lờ trong tâm trí của anh. Và đến tận bây giờ thì anh khẳng định được rằng anh thích em. Anh không thể nào sống thiếu em. Lần yêu của anh đi. Gì vậy Trịnh?